Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần tới, thời tiết ở Trung Bộ sẽ có nhiều thay đổi. Ở phía Bắc Trung Bộ cuối tuần này là nắng giáo, nhưng đầu tuần sau sẽ chuyển mưa lạnh do có không khí lạnh về. Với Nam miền Trung thì đa phần có mưa về chiều tối, ngay ngày mai là một ngày nắng trải dài khắp các tỉnh thành ở miền Trung. Từ Thanh Hóa, Vinh xuống tới Đồng Hới và Huế, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở ngưỡng 28 đến 32 độ, không khí dễ chịu. Xuống phía Nam, nhiệt độ lại nhỉnh hơn. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Thiết 31 đến 32 độ. Ở Quy Nhơn, chương trình 7 ngày tới hầu như đều có nắng vào ban ngày. Chiều tối đến đêm sẽ xuất hiện mưa rào và rông. Trong đó các ngày từ chủ nhật cho đến thứ tư tuần sau khả năng là sẽ có mưa to cục bộ. Cần đề phòng rông xét và gió giật. Còn về nhiệt độ cao nhất trong khoảng 31 đến 33 độ, có thể thấy nóng nhẹ vào buổi trưa. Riêng ngày thứ tư tuần sau thì trời mát hẳn với mức nhiệt 28 độ. Trở ra phía Bắc. Như thành phố Thanh Hóa nắng lạnh nhiều hơn và chiếm chủ đạo trong cả 4 ngày tới, con nắng nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng là 29 cho tới 31 độ. Thứ hai tuần sau trời chuyển mưa lạnh khi có không khí lạnh về, mưa có thể xảy ra ngắt quãng trong ngày, nhiệt độ giảm xuống còn 21 độ. Các ngày sau mưa hết, trời chuyển nhiều mây và nhiệt độ 20 đến 22 độ. Với khu vực Tây Nguyên, ngày mai sẽ là trạng thái nắng nhiều, mưa xuất hiện vài nơi về chiều tối. Tuy nhiên là lượng mưa không lớn, nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Con Tum, Pleiku, Gia Nghĩa và Buôn Ma Thuột 30 cho tới 32 độ. Riêng thành phố Đà Lạt mát mẻ 25 độ. Nhìn vào chương trình 7 ngày tới ở Pleiku thì ngày nào cũng có nắng. Nắng nhiều nhất là từ mai cho đến ngày thứ 2 tuần sau nhiệt độ cao nhất duy trì ở ngưỡng là 29 cho tới 31 độ. Các ngày sau thì khả năng có mưa rông xuất hiện vào khoảng thời gian chiều tối. Thời gian có nắng sẽ ít hơn, nhiệt độ giao động ở ngưỡng 27 đến 28 độ. Còn với Nam Bộ như tại thành phố Hồ Chí Minh, hai ngày tới sẽ là nắng nhiều, nhiệt độ có thể lên mức nắng nóng là 34 độ, cảm giác nóng thấy rõ trong khung giờ từ 11 giờ đến 15 giờ. Các ngày sau thì ban ngày vẫn là nắng nhưng mà chiều tối thì sẽ xuất hiện mưa rông mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn và nhiệt độ cao nhất vào khoảng là 33 độ. Trở ra miền Bắc, thành phố Hà Nội 3 ngày tới sẽ đều nắng ráo. Nắng xuất hiện liên tục sẽ kéo theo nhiệt độ tăng cao ở mức là 29 cho tới 31 độ. Đến ngày Chủ nhật khi có không khí lạnh tràn xuống thì trời sẽ chuyển mưa rào. Các ngày sau trời hết mưa, tạnh giáo nhưng mà cảm giác lạnh thấy rõ khi mà nhiệt độ hạ xuống còn 19 cho tới 23 độ quý bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước